Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở Hà Đông, Hà Nội, thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Và Minh Toàn đang lưu thông từ cái làng Việt Kiều ra sân vận động Mỹ Đình. Ở đây thì đằng trước chúng ta là cái ngã tư ngã ba giao cắt giữa Mộ Lao và đường Lê Văn Lương kéo dài. Mến thưa các bạn, bây giờ là vào cái giờ cũng là thứ bảy, thành ra là đường xá ở Hà Nội khá là đông luôn. Hôm nay cũng là cái ngày mà bóng đá U23 Việt Nam đá cái giải AFF Cup ra vào chung kết. Chính vì thế mà đi đường các bạn thấy băng rôn khẩu hiệu cho ăn cờ quạt bán rất là nhiều. Đây là chúng ta đang đi ở trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Vừa rồi có bạn chạy qua đường nguy hiểm quá. Ở đây Minh Toàn sẽ vòng trái để Minh Toàn ra sân vận động Mỹ Đình. Các bạn thấy tinh thần yêu thể thao của người dân Hà Nội thì nói riêng và người Việt Nam nói chung có tinh thần lên cao không ạ? Đi xe máy xe ấy là cài cờ luôn. Đây là chúng ta rẽ vào cái đường này là đường Đại Mộ. Tuyến đường này thì mới làm lại, còn ngày xưa năm ngoái là đang còn đường này còn nhiều ổ gà ổ vịt và không được đẹp như này đâu các bạn. Đây là Minh Toàn đi cái đường tắt để ra sân vận động Mỹ Đình. Chứ còn đường chính của nó thì đi chúng ta đi theo cái đường Nguyễn Xiển với đường Phạm Hùng ấy.
các bạn ở đây là chuẩn bị là đi cổ vũ bóng đá rồi. Đây, các em nhỏ mua cờ, mua các kèn. Ở Hà Nội thì với tinh thần cổ vũ thể thao thì Minh Toàn có một số cái video về tinh thần cổ vũ thể thao của người dân Hà Nội rồi. Thì nếu các bạn nào mà quan tâm thì trong kênh của Minh Toàn có mấy video, thì các bạn quan tâm đến video nào thì xin mời chúng ta hãy vào xem một số cái video trong kênh của Minh Toàn mà quý bà con cô bác đang xem nhé. Đây là cầu Mễ Trì các bạn ạ. Cầu Mễ Trì này thì chạy vượt qua cái đường đại lộ Thăng Long. Đây là cái đại lộ Thăng Long. Bây giờ Minh Toàn xin phép đến đây là Minh Toàn rẽ trái để ra sân vận động để đi. Và ở Hà Nội thì cái không khí bóng đá, yêu mến bóng đá rất là nhiều, thành ra là các công ty, các sinh nghiệp đều cho cán bộ công nhân viên nghỉ sớm để về chuẩn bị để xem trận chung kết này. Chính vì thế mà người đi đường vào cái giờ này thì cũng không phải là giờ cao điểm nhưng mà cũng rất là đông. Đấy, quần áo Việt Nam, mang lá cờ Việt Nam rất là nhiều luôn. Việt Nam chiến thắng. Ở đây là gần với sân vận động Mỹ Đình, thành ra là cái cái bán về cờ và áo thì rất là nhiều. Và Minh Toàn ra sân vận động Mỹ Đình cũng là với mục đích là xem bóng đá, cổ vũ bóng đá. Và thứ hai nữa là cũng muốn gửi đến các bạn một số cái hình ảnh về cái sự yêu mến thể thao của người dân Việt Nam của chúng ta.
đây là các anh cảnh sát giao thông bắt đầu đứng để mà dẹp đường. Dẹp đường để đi ra ngoài sân vận động Mỹ Đình. Các anh công an. Thì đoàn này là đoàn trung tâm ra sân vận động Mỹ Đình mà các bạn, thành ra là có rất nhiều cảnh sát giao thông cũng như là cảnh sát trật tự cơ động giữ trật tự đường phố để cho chúng ta nhờ với mục đích là một trận bóng đá an toàn. Ồ chết rồi, đường này nó tắc quá, như thế này thì làm sao được đây. Đường khá là tắc luôn các bạn ạ. Đáng yêu không?